mỗi lần vá lưới, thay đồ nghề, mất nhiều công sức. Nên ông Châu làm chiếc bè nổi, chứa ngư lưới cụ trên bụng neo trú tàu thuyền và biến bè cát thành nơi ăn uống nghỉ ngơi. Lợi thế nhất cử lưỡng tiện, nhưng bè cát của ông Châu lại là vật cản gây khó cho tàu thuyền. Tận dụng đi lượm rồi, nói chung những cái vỏ lướt bướp nó trôi rồi tôi cũng lượm tre rồi nó trôi đó. Thì tôi cũng lồm cho không phải là mua bán gì. Rồi cũng như là mình góp cháu thành bổ rồi mình lồm lên để mình ca nái rồi mình trú ngụ vậy thôi. Bằng ngà thì mình gió lứ, thu lứ. Cơm nước có hầu thì về nhà ăn, cũng có hầu thì mình đói quá, mình lứ mình nó rách nhiều thì mình nấu ở đây cho đỡ về. Tại vũng neo trú tàu thuyền Lý Sơn có hàng chục bè cát neo đậu, bơm hút vật liệu lên bờ. Không chỉ gây ra tình trạng bồi lấp như đã từng xảy ra trước đó, mà những bè cát tự phát này còn lấn chiếm không gian vũng neo trú tàu thuyền, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho tàu cá và phương tiện thủy nội địa khi ra vào tránh trú thiên tai. Chẳng những ở địa phương, nhưng mà tàu thuyền các tỉnh cũng có thể là vào neo đậu trong cái khu vực ban quản lý cảng neo trú tàu thuyền Lý Sơn. Cho nên nhé, các bè cát neo đậu cũng có ảnh hưởng một phần, tại vì khi mà các lồng bè neo đậu thì tàu thuyền mà khi mà có gió sang là các lồng bè thì không đảm bảo bằng các tàu thuyền, cho nên nó có thể rắp xuống các tàu thuyền làm ảnh hưởng đến cái việc neo đậu của tàu thuyền. Năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi đã đề nghị chính quyền phối hợp cùng cơ quan chức năng di dời bè cát ra khỏi vũng neo đậu tàu thuyền Lý Sơn. Tuy nhiên, sau một thời gian hàng chục bè cát lại hoạt động trong khu vực này và mang đến nỗi lo cho nhiều tàu thuyền.